lúc đó còn tồn tại không? Còn chứ. Để bữa nào tôi gia nhập. Nó giỡn thôi. Nó giỡn. Cả nước biết luôn. Nó giỡn. Cái này không có cắt đâu, đừng hy vọng. Mà em biết người ta đã có bà người ấy rồi mà em còn theo đuổi nè. Tính của em là thích đánh đồn có địch nó vui hơn anh. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thới Quá Trân, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em xin kính chào quý khán giả. Em tên là Trần Phan Hiển, năm nay em 32 tuổi, hiện tại em cũng đang là nhân viên kế toán của văn phòng. Có làm chung công ty không? Dạ, dạ không. Lần đầu các bạn gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Hai đứa em thì nên duyên cũng từ một cái chương trình mai mối trên TV. Để đoán nha, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi. Tụi em yêu chéo nhau là sau khi gặp mặt ở ngoài mới gặp nhau, mới là yêu nhau thôi, chứ không phải là chung một cái chương trình đó luôn. Ủa là dạ, có nghĩa là em với vợ em là hai cặp khác nhau. Hai cặp khác dạ. nhau dạ, em ờ đó rồi dạ. xong tự nhiên dạ. hai cặp đó không dạ, thành rồi. Dạ, đúng rồi. Tụi em dạ, ra ngoài rồi. Đời gặp nhau là thành dạ. một cặp này dạ. Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xong thì rồi đi ra nhau. Ngoài mới gặp nhau. Đúng dạ. rồi. Mà gặp nhau ở đâu? Tại vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là có một cái chương trình offline ở ngoài nữa. Thấy chưa? Thì khi mà quay xong ở trên đây thì tụi em mới là tụ tập lành trở thành một cái group. Xong rồi mới là up ở ngoài xong mới gặp nhau. Đó, tại vì phải nói rõ chứ tôi tưởng đâu là gặp nhau ngoài bãi dưới xe rồi quen nhau. Mình nói để cho khán giả biết rằng là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không chỉ lên sóng truyền hình mà còn là có một cái chương trình offline của Bạn Muốn Hẹn Hò nữa. Đúng chưa? Khi mà các bạn gặp lại nhau trên cái buổi offline đó thì ai là người ấn tượng người kia trước tiên? Lúc đầu thì em ấn tượng của vợ em trước. Trước khi mà em lên chương trình Bảo Hoàng Hò thì em cũng có coi một số phát sóng trên TV. Thì cái hôm đó là em coi trúng tập của vợ em phát sóng. Thì em coi trên TV thì hôm đó thấy cô này cổ ít nói, cổ chín chắn, cổ dễ thương. Mà hôm đi off thì em gặp ở ngoài mà cô này cổ rất là vui vẻ, rất là nhí nhảnh. Em mới lại bắt chuyện làm quen. Lúc đó tại vì em quay trước rồi, em đã quen với mấy bạn trong chương trình rồi. Lúc đó là em cũng có quen một bạn trong cái group đó rồi. Lâu lâu cái nhắn tin trên Facebook đồ này kia, hỏi thăm đồ này đó, thì em cũng thấy bình thường, không có ấn tượng gì hết. Mà đến bao lâu thì em mới dừng lại với người ấy mà chấp nhận anh? Chắc cũng được 2-3 tháng gì hà. Xong rồi cái anh này cứ tấn công. Bạn này biết không? Bạn này dạ biết, dạ biết. Tại lúc đó trong group là vợ em rất là nổi tiếng chị. Ai cũng theo vợ em đó. Lúc đó xinh xắn dễ thương lắm. Dạ, nhiều đối tượng lắm. Cái group đó còn tồn tại không? Còn chứ. Để bữa nào tôi gia nhập. Nó giỡn thôi. Nó giỡn. Cả nước biết luôn. Nó giỡn. Cái này không có cắt đâu, đừng hy vọng. Nhưng mà em biết người ta đã có bà người ấy rồi mà em còn theo đuổi nè. Tính của em là thích đánh đồn có địch nó vui hơn anh. Em tính không có cách nào đâu. Cứ rỉ rả tối về em nhắn tin vui buồn gì em cũng nhắn tin, em gọi điện thoại, em cứ rủ đi cà phê. Bạn đi với mình thì mình phải chốt cơ hội liền. Còn bạn đi với người khác thì em biết là mỗi lần đi là vợ em đều đi với các bạn trong group hết. Dạ nên em cũng cố gắng đi theo luôn. Qua em chở vợ em là từ từ vợ em cứ chịu em liền. Vậy đó hả? Chứ vậy mà lúc đầu em đâu thích. Nó không có người chở rồi. Cái bắt đầu cái sau này mình chuẩn bị mình lơ cái người ấy rồi đó. Bắt đầu cái ông này gặp đang buồn buồn nữa, cứ rủ đi chơi đi này đi kia, rủ mình tối ngày rủ đi chơi hoài. Mà gặp cái tính của em là hay thích đi chơi, ai rủ là em cứ đi liền. Rồi đến khi nào mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Dạ thì chắc có lẽ là hơn một năm sau thì em biết là bạn em với bạn trong group là không có quen nữa. Nên trong một lần đi chơi thì em cũng ngả lời là vợ em cũng đồng ý luôn. Đi đâu? Dạ thì hai đứa em đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu rồi dạ. Tối có về không hay là ngủ lại? Dạ không về, dạ ngủ lại. Thì cứ hướng một phòng ngủ thôi, nhưng mà người ai nấy ngủ thôi. Đó nhưng mà cái đó là lần đầu tiên đi với ông này nên là thôi cũng sợ lắm, đâu cho. Tối đêm đó cũng có mon men đúng không? Thì không, lúc đó thì cũng sợ sợ thôi nhưng mà đâu chịu. Đó. Đêm đó mướn phòng hai giường đúng không? Không, hình như dạ, phòng một giường thôi. Một giường mà ấy mà em sao em khó chịu không? Dạ không. Cũng thiệt không đó. Em giữ cho vợ em chứ không phải là em không phải khó chịu, em cũng bức rứt vậy lắm anh. Bức rứt chưa? Nhưng mà vậy cũng đâu có chịu bỏ qua đâu anh. Dạ. Không có chịu bỏ qua. Còn nữa. Còn nữa, đi đúng. Đâu? Bao lâu nè? Mấy tháng sau cái là mình rủ đi Đà Lạt chơi. Đi mấy ngày luôn. Rồi vợ chung khách sạn. Đó, cái chủ dạ, yếu đó. Là cái chỗ đó. Rồi ở cái phòng mấy giường. Đâu có chịu hai giường. Dạ, đó. Rồi sao? Tới luôn, điều gì tới nó dạ, cũng đúng tới. Rồi, điều gì tới nó sẽ tới. Hồng Cảnh đưa đẩy anh ơi. Nhưng mà vui á.
vui. Thấy chưa? Lấy rồi. Trời ơi, chị nào? Hỏi một cái là chị giục miệng là chị biết là chị trật rồi. Ừ. Chị phải quay qua em liền. Ừ, đó. Lấy đó không chị biết ơi. Nói tiếp đi. Nghe nè, sau đêm đó là coi như là không có còn cái gì để gọi là giữ gìn nữa hết, đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó, xong hết rồi. Rồi có bị biến cố gì xảy ra không? Dạ không, lúc đó thì chưa, còn sau thời gian này thì mới có biến. Dạ thì sau một thời gian khoảng 2 năm, em cũng có thừa với ba mẹ của em là em quen vợ em. Là em cũng xác định là hai đứa tiến tới với nhau. Ừ. Thì lúc nói ra thì mẹ em nói là hai vợ chồng em không có hợp tuổi. Ừ. Nằm trong tứ hành xung á anh. Dạ, nên lúc đầu thì không những là mẹ của em mà mẹ vợ em thì biết tin hai đứa quen nhau thì hai bên cũng có cấm cản. Ừ. Lúc đầu cũng làm cho hai vợ chồng buồn, nhất là vợ em buồn nhiều. Nhưng mà các em làm như thế nào để vượt qua những điều đó mà hãy chinh phục gia đình mà cho dạ, cưới lúc nhau? Đầu thì mẹ cũng đâu có chịu, cấm dữ lắm. Mẹ nói thôi mới quen chưa có tình cảm sâu đậm gì đâu, thôi chấm dứt đi. Một thời gian khoảng một năm trời á, mẹ cứ tạo áp lực hoài, cái cũng nói với anh này là thôi chắc là không được rồi, thôi chia tay đi chứ giờ. Cứ ngày nào về mẹ cũng la rồi bắt hả, quen người này quen người kia rồi làm mai làm mối cho em đủ. À, bên gia đình em như thế nào? Lúc đầu thì mẹ em là cũng không có đồng ý, nhưng mà tại vì em ở xa ba mẹ, em thì trong này học rồi lập nghiệp, còn ba mẹ em thì vẫn ở quê. Em quê đâu? Tại em quê em ở Bình Định, em cứ nói với mẹ là bây giờ mẹ không cho quen thì con cũng quen thôi, con với mẹ đâu ở chung đâu ở xa. Với lại ba em cũng hiểu em nữa, ba em cũng thoáng hơn, ba em cũng động viên mẹ. Thì bây giờ thời đại bây giờ rồi, tuổi tác đâu quan trọng, miễn sao là hai đứa thương nhau là được rồi. Dạ. Một thời gian sau thì mẹ em cũng đồng ý, là ba mẹ em quyết định vô để thăm nhà vợ rồi hỏi cưới vợ. Ba mẹ vô là đi qua bên nhà vợ là đồng ý liền hả? Mẹ em chỉ nói với em là hôm đó là ba mẹ vô để nói chuyện với bên nhà vợ để cho phép hai đứa quen nhau. Nhưng mà thực tế ra là ba mẹ em đã chuẩn bị sẵn ở ngoài quê hết rồi, là đi coi thầy ngày giờ tốt cho hai đứa rồi. Khi vừa bước vô nhà vợ em được chào hỏi được ba câu, khi mẹ em đưa ra được tờ giấy tờ trình ngày này cưới, ngày này hỏi, ngày này làm bệnh, vợ em bị chóng quá. Đó, em cũng nói với mẹ em là bên nhà Hiển là qua chơi chứ biết mặt thôi. Tự nói chuyện xong mấy câu đem giấy tờ ra. Xong mẹ lật lật kéo xuống nhà sao hỏi, ủa cái gì vậy, tự nhiên kêu qua gặp mặt mà sao giờ tự nhiên nói chuyện rồi đóng hỏi đám cưới gì có ngày định sẵn hết trơn luôn. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Dạ không, mới đầu mẹ nói trời không được cũng được, rồi cũng căng thẳng với em lắm á, kêu cái mới lên nói chuyện lại là thôi để cho suy nghĩ. Với lại cái thời gian cưới nó cũng gấp quá anh chị ơi, tại vì tháng 3 là ba mẹ em vô là tháng 8 là đòi cưới rồi. Với lại ba mẹ em đã đi coi thầy sẵn là bắt buộc là phải năm đó cưới. Cái mẹ mới hỏi là ủa có gì không mà sao cưới liền vậy. Nhưng mà sau đó em thuyết phục mà mẹ đồng ý. Dạ đúng rồi. Vậy vui rồi đúng không? Là nay là cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ cưới được hơn 2 năm rồi. 2 năm có con chưa? Dạ có một bé gái được 19 tháng. Cưới xong là tức dính là đầu cưới liền, xong là dính liền đúng không? Dạ. Với lại lúc cưới về thực sự là hai vợ chồng em không biết là có baby. Là tụi em trước đó là đã dính rồi đúng không? Dạ đã dính rồi nhưng mà hai vợ chồng không biết. Không biết luôn. Dạ về một tuần sau vẫn đi trăng mập ở Phan Thiết thì vẫn làm rầm rầm. rầm rầm luôn. Thực sự là em không biết mà vợ em cũng không biết luôn. Đến khi nào thì mới biết? Đến hôm đó là tại vì cái thai nó càng ngày càng lớn á. Tại vì hôm đó vợ em mệt quá, em chở vợ em đi siêu âm. Siêu âm bác sĩ còn la hai vợ chồng nữa. Có thai gần 3 tháng mà vui quá mà không biết luôn. Wow. Tại chắc tụi em còn trẻ mà. Dạ. Với lại vợ em không có biểu hiện như bà bầu anh ơi, không có bị ống nghén gì hết á. Vợ em khỏe lắm. Mà em không có đều hả? Em dạ đúng rồi, không đều. Cho nên đâu có biết, đâu có để ý. Rồi ở với nhau là 2 năm rồi. Dạ. Thấy không? Thì cô ấy có tật xấu gì không? Dạ có. Tới đại hội dạch mặt đó. Nhiều lắm mình à. Nhiều lắm mình. Trời ơi, nhấn luôn cái nhiều lắm mình hồi nhỏ. Vợ em thì cũng ở với ba mẹ từ nhỏ tới lớn rồi, nên việc nhà hơi lười lắm á anh chị ơi. Tại vì ba mẹ thương, ba mẹ làm hết rồi. Giờ có chồng về thì em làm. Nhưng mà tụi em là đang ở với ba mẹ vợ hay sao? Ở với ba mẹ vợ thì từ tháng 6 tới nay thôi. Còn lúc trước trong khoảng thời gian hơn một năm đó là tụi em vẫn ở nhà thuê. Không biết làm chuyện nhà. Nóng tính nữa anh, không có kiên nhẫn, không biết giữ con. Ở nhà mà ngày nào mà có hai mẹ con ở nhà là nhà ơi như là em nói là như là đánh trận. Là em là về là thu dọn chiến trường hết luôn. Dạ, đúng rồi, em thu dọn chiến trường. Bạn bè mà ai rủ đi chơi là không cần biết ở nhà chồng con ba mẹ như thế nào là gạt đầu cái rọc liền. Đi chơi là đi ban ngày hay đi ban đêm? Dạ đi ban ngày, tại vì em tụi em có em bé là phải đi ban ngày để về tranh thủ cho bé nó nghỉ ngơi nữa. Ham đi chơi nè. Ham đi chơi. Có thích mua sắm không? Mua online nhiều lắm anh ơi. Gì cũng có gì? Cái đó là đó. Đúng chứ. Bây giờ tới em đó, anh ấy có tật xấu gì? Trời, ảnh là còn hơn em nữa thì có.
nói em nóng tính nhưng thật ra ảnh là nóng tính gấp ngàn lần em luôn á. Còn nói với cái vụ mua sắm online là ông lại là chùm số 1 luôn á, chứ không phải em đâu. Vậy hả? Mấy cái đồ đó để xài cho gia đình anh đây. Đúng rồi. Ảnh là không bao giờ lãng mạn với em được một xíu nào luôn á. Từ lúc mà hả tỏ tình cũng chưa tỏ tình với em lần nào hết á. Không có nói là yêu em hay sao gì hết á. Ảnh lúc giai đoạn kết hôn cũng không thèm hả cầu hôn em được tiếng nào hết á. Trời ơi, cái lúc mà dẫn vô khách sạn, dẫn vô phòng có lãng mạn không? Cái đó chỉ có kiểu thề mút móc vậy thôi. Có nói nhẹ nhàng, có nói ngọt ngào không? Có, anh cái đó bảo đảm được. Có. Tới bây giờ là vẫn có. Được một dạ. cái những là... lúc như thế là vẫn có nói. Được cái là anh chỉ nói là à, anh thương em vậy đó. Chứ chưa bao giờ nghe được câu anh yêu em hết. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em muốn là anh bớt nóng tính một xíu. Rồi có thể lãng mạn với em một xíu. Bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Thứ nhất là vợ em là tính kiên nhẫn lại một chút xíu. Tại vì bây giờ mình có con rồi. Mình phải thương con nhiều hơn. Để từ đó mình thương ba mẹ hai bên nhiều hơn. Với lại vợ em cũng chăm lo làm việc nhà chút xíu. Để phụ ba mẹ. Chị thấy vừa rồi vợ em nói cái điều rất là chính xác đó. Em tỏ tình với vợ em đi. Tại sao chưa bao giờ nói yêu vậy? Nói thương thôi là sao? Thế hôm nay có muốn nghe bạn ấy nói một cái điều gì đó nó ngọt ngào với em không? Đó muốn chứ, đứng lên đi. Trời ơi, mình đứng mình chứng kiến biết bao nhiêu lời tỏ tình đáng yêu. Bây giờ thì anh sẽ không tỏ tình. Nhưng mà thật sự bây giờ là anh nói là anh thương em rất nhiều. Không, không phải chữ thương, không có xài chữ thương. Anh yêu em rất nhiều. Cái chữ đó, thương nó cũng hay vậy đó. Không, người ta là chữ thương rồi, người ta muốn cái chữ yêu. Thì thật sự bây giờ là anh yêu em và thương con rất là nhiều. Nói chung là anh thương hai mẹ con. Yêu nó đã. Đã gì đâu. Rồi. Nó thấy chưa? Đó. Đây là điều mà chị em chúng tôi rất cảm thấy là hạnh phúc đúng không chị Dân? Được chứng kiến rất nhiều những nụ hôn, những lời nói ngọt ngào. Xin chúc cho hai em mãi mãi như thế này. Cảm ơn hai đứa nha. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Hoàng Phú. Em hôm nay em 26 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Dạ em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh à. Ê, Phú quê ở đâu? Dạ em quê ở Tiền Giang anh. Thế còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Thuận. Chào các vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hải Yến. Em 23 tuổi. Thì hiện nay em làm nhân viên quản lý dữ liệu. Em công tác ở quận 3. Rồi lần đầu tiên các bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Dạ lần đầu tiên mà em gặp vợ em á là ở trong một cái buổi apply truyện tranh. Thì lúc đó là vợ em đứng kiểm vé. Em thấy vợ em đứng cái em tới em cười em chào. Ủa có cười lại với mình không? Dạ không anh. Đó là em bị sốc lắm luôn á. Ủa tại sao em không cười lại vậy? Sau này kể lại em mới biết vụ này. Công nhận ổng tự tin dễ sợ luôn á. Lên trên này là ổng lịch sự ổng nói vậy thôi. Chứ lúc mà nói với em á là ổng nói là trời ơi, em nghĩ sau đó anh đẹp trai vậy, anh cười tỏa nắng mà em không thèm cười lại với anh. Trời ơi, cười tỏa nắng luôn vậy. Rồi nhưng mà đến khi nào thì các em mới dần dà mới quen biết nhau thấm thiết hơn? À dạ thì buổi offline thứ hai á. Dạ lúc đó thì vợ em cosplay một cái nhân vật khác. Lúc đó không có trang điểm nữa thì em nhìn không có ra. Mà em thấy cô này sao dễ thương quá. Mình lại mình chọc mới được. Cosplay nhân vật của bé Quảng Đỏ hả? Dạ không anh, cái nhân vật mà cô này có thì thích nhậu. Cái em lại em mới chọc lại em mới rủ là em ơi đi nhậu không, thả thính vậy thôi. Tại mình thấy mấy bạn nữ dễ thương á, mình cũng thích. Rồi về nhà thì hai đứa mới bắt đầu là kết bạn Facebook với nhau. Thì em với vợ em cũng thường xuyên nói chuyện, thường là mấy cái chuyện xấu xấu của em không mà. Đâu em... kể gì vậy em? Tại vì lúc đó là em đang có bạn trai rồi nên đâu có nghĩ là sẽ quen nhau. Thành ra có nhiều tật xấu kể em nghe hết. Nào là hay đi thả thính lung tung nè. Quen thì không có nghiêm túc, quen lúc nhiều người lăng nhăng. Ông tự nói ông gì hả? Đúng rồi, vậy mới ghê chứ. Ở nhà thì làm biếng như thế nào cũng kể em nghe hết trơn luôn. Nhưng mà cái đó là chiêu của em hả hay sao? Không, hay là em như vậy thiệt? Em như vậy thiệt. Em nghĩ là bạn bè với nhau thì mình chia sẻ những cái chuyện mà mình gặp trong hàng ngày thôi. Thì có người nói chuyện nó cũng vui. Nếu mà em biết là em quen là em giấu hết rồi. Bao lâu thì em với người bạn trai của em á là chia tay? Cỡ vài tháng sau thì bắt đầu em chia tay. Xong em không có ai đi chơi hết, em mới buồn quá. Cái bắt đầu em đem thính em rải. Em rải lúc hai ông. Nhưng mà tưởng sao cái ông này dính. Thì gần tới đợt Noel á thì em cũng có thả thính cái cô này. Tức là em mới nói cô này là Noel thì để Facebook một mình thì nó lạnh quá. Hay mình để chế độ hẹn hò với nhau đi. Hai đứa cũng nói chuyện kiểu vợ vợ chồng chồng yêu thương trên Facebook vậy thôi. Thì sau đó thì em mới thấy thích cô này. Thì em mới rủ cô này là đi chơi với em nhân cái ngày sinh nhật của em luôn. Thì sau đó thì mới tỏ tình và quen từ lúc đó. Cái lần mà tỏ tình đó có nắm tay không?
Trời, không được một cái gì luôn, không nắm tay, không hôn luôn. Cho nên em cảm thấy là thất vọng con trai gì mà nhát dữ vậy. Nhút nhát quá. Ừ. Mình ngại mà. Lần thứ hai đi chơi là có rút kinh nghiệm được miếng nào không? Dạ có, lần thứ hai thì em rút kinh nghiệm nhiều lắm. Em chủ động em nắm tay, nó là em dụ và em ôm. Có đi coi phim không? Dạ có, em muốn xúc tiến cái mối quan hệ nó đi xa hơn một chút á. Thì em mới rủ về em đi coi phim HD. Tại vì ở đó thì cái phòng là chỉ có hai đứa thôi. Với cái tivi, chửi hai đứa vào đó thì ngồi nói chuyện này. Em mới bắt đầu em chủ động hơn. Em muốn hung môi với vợ em mà mình sợ thì cái cô này cô dữ quá mà cô cũng có vỏ nữa. Cái em mới hỏi vợ em là em có bao giờ em uống cái vị nước chanh mà pha với enzyme bao giờ chưa? Thì vợ em cũng nói chưa, em chưa uống. Cái em mới nói thôi bây giờ em nhắm mắt lại đi. Cái là em mới ngậm cho một họng nước chanh rồi cái em mới mớm cho vợ em. Đó là mình phải chơi chiêu mình mới hung được. Mà lúc đó mình hung mà mình thấy vợ mình nắm tay mình cứ sợ chết rồi, phải này có khi nào mình bị đấm không ta. Con lần thứ ba không em? Vài tháng sau đó cái anh này anh mới nói là em ơi, coi phim HD hoài nó tốn tiền dữ quá, hay là giờ mình vô cái chỗ nào mà nó tiết kiệm chi phí hơn mà nó riêng tư hơn. Cái ảnh mới rủ em đi nhà nghỉ. Xong mà đi nhà nghỉ mà ảnh nói với em câu làm em cảm thấy cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm. Là ảnh nói là em yên tâm đi, mình vô đó mình chỉ nghỉ thôi. Mà mọi người cứ tưởng tượng vô nhà nghỉ mà nghỉ, ở nhà nghỉ cũng được vậy. Cho nên em mới bực mình quá em không đi. Người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt á, rủ hết lần này tới lần khác. Thế là em đi, nhưng mà quá thất vọng là anh nghĩ thiệt. em cũng có tính toán chứ, nếu mà lần đầu mà mình vồ vập quá thì nó sẽ thất bại và những cái lần sau sẽ rất là khó khăn. Cho nên là mình là đàn ông trai mình giữ lấy lời đi. Vô nghĩ em rất là tò mò và em muốn biết nó như thế nào. Mà ông này bữa giờ ông cứ nghĩ hoài thôi. Mình hơi mệt, cuối cùng thì cũng đến cái lúc mà ông không nghĩ. Thì sau đó là em mới cảm thấy là ổng chủ động được một chút thôi. Rồi sau đó bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ tầm một năm mấy sau, tại tụi em quen nhau tới 3 năm. Lâu đúng không? Bây giờ các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau gần một năm rồi ạ. Một năm, có em bé chưa? Dạ chưa, tụi em tính là khoảng 2-3 năm nữa. Rồi, trong một năm mới đây thôi, vợ chồng son mà đúng không? Dạ. Vậy thì có tính xấu gì lòi ra không? Dạ cũng nhiều lắm anh. Ai nhiều? Chắc chắn là anh nhiều rồi. Mới đầu á em cũng nghe trên phim rồi bạn bè em mà mấy người quen nhau kể lại á, thì đàn ông nhiều tính xấu. Nhưng mà em không ngờ là lấy chồng về là em không ngờ là những cái trên phim nó có thiệt. Người thì bừa bãi, buổi sáng đi làm là coi như là thay đồ hôm qua mặc ra giục đầy sàn, xong rồi em là người dọn. Áo sơ mi á là cái cổ áo là phải giặt tay, để ra ngoài cho em giặt tay. Không, cứ quăng vô máy giặt xong rồi áo là coi như giặt vài lần vậy là hư cái áo luôn. Rồi đồ em ủi cho đi làm thì không mặc. Tự nhiên sáng sớm lấy cái áo nhăn mặc giống như đi ra đường, bôi cho chiếc chấu vô mặt em. Rồi gì nữa? Với ảnh cái tính đàn ông nhưng mà không có quyết đoán cho lắm. Ví dụ như hai vợ chồng mỗi lần mà cãi nhau đi, cứ cãi một hồi ảnh cảm thấy ảnh không nói được nữa, cái ảnh nói thôi bỏ qua. Mà bỏ qua cái lần sau lại cãi nữa. Không có giải quyết được. Đúng rồi, không bao giờ giải quyết được. Mà anh thấy Phú Phú ốm yếu như thế này, sức khỏe như thế nào? Em không hiểu tại sao mà ảnh yếu vậy mà ảnh 20 mấy năm trời mà ảnh sống qua được cái thời tiết ở Việt Nam luôn á. Tại vì trời bình thường á, trước khi lấy chồng em ngủ là em hoàn toàn là em không có mặc đồ gì hết, tại vì nó nóng. Lúc em qua nhà chồng em tưởng tượng đến một khung cảnh mà hai vợ chồng tối ngủ sẽ lãng mạn nằm ôm nhau, nhưng rốt cuộc là không có ôm được. Tại vì ảnh sợ gió, em thì sợ nóng. Em nghĩ là em sẽ nằm ở trong, nhưng mà rốt cuộc là em phải nằm ở ngoài để em chắn gió. Em mà không che là sáng hôm sau là ảnh sổ mũi. Ảnh cảm. Nắng không mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương hay. Thôi vậy là bây giờ em chăm sóc em bé trước đi, lấy kinh nghiệm. 2-3 năm nữa là chăm em bé thiệt. Giống y như là được có thêm một đứa con. Rồi bây giờ tới em đó Phú. Dạ em thì tính xấu cũng có. Chuyện đầu tiên là chuyện khó ăn. Em rất là sợ cái chuyện khó ăn của vợ em luôn. Em cứ nghĩ tới cái cảnh mà sau này chết rồi vợ mình mà ốm ngán là chắc kinh khủng lắm luôn. Thường thì vợ em nói ăn cái gì cũng được, đó là cái câu mà em rất là sợ. Em rủ đi ăn phở nha em. Thôi béo lắm anh. Thôi mình đi ăn bún bò nha em. Em ghét bún bò lắm. Đi ăn cơm nha em, ăn cơm khô lắm anh. Mà trong khi hỏi thì nó ăn cái gì cũng được. Dạ đúng rồi. Sau một thời gian thì em cũng kiếm được cái quán hủ tiếu và em thích ăn, em mừng lắm. Rồi, còn gì nữa? Dạ thứ hai thì vợ em hơi khó tính. Thì những cái mà nhỏ nhặt thì vợ em rất là hay để ý.
từ từ cái chuyện có tí xíu rồi cái hai vợ chồng xé nó bự ra rồi gây, rồi cái hai vợ chồng gây nhau. Chuyện vợ chồng nó có thuận thảo không? Dạ thì cái chuyện vợ chồng mà sau khi cưới anh Quốc Thuận thì em cũng thực sự là em muốn mình cosplay Tam Tạng. Cái gì? Cosplay Tam Tạng. Cosplay Tam Tạng nghe lạ ha anh. Tại vì cái ham muốn trong vợ chồng thì em tương đối là cao, mà vợ em thì đi làm về mệt á thì cái cổ lại không muốn. Mình thì thời gian đầu thì hai vợ chồng ngủ thì cũng không có mặc đồ cho nó mát, mà bắt mình phải ôm, vừa cởi đồ mà vừa ôm nha, mà không cho làm gì hết trơn, trời ơi mình khó chịu lắm luôn. Từ từ thì cũng quen chứ, cũng nhịn vậy đó. Nhịn không thì... cho là nín luôn đó. Không cho là nín luôn chứ không có. Trời, đòi vậy rồi bây giờ một tuần là cho được mấy lần? Vậy thì thường là một hai lần. Còn mà em thì em muốn mong. Dạ đúng rồi, nếu mà 4-5 lần tuần thì tốt hơn. Phát hiện ra căn bệnh rồi đó, yếu là tại do kềm nén quá đó, chứ không có phải là sức khỏe yếu gì đâu. Cái này là bị kềm hãm quá thành đó ra sanh bệnh. Bây giờ đó nè, em cứ thả đi một cái đó nghe, là mai mốt là ổng chắn gió cho em, chứ không là em chắn gió cho ổng đâu. Cái chuyện này tưởng là đơn giản mà không có đơn giản đâu nha. Dạ tại vì em là sanh năm 1995. Dạ ở độ tuổi này á là bạn là mới lớn, cái nhu cầu bạn cao lắm, nhưng mà sao bạn lại thích khám phá, thích tìm tòi, và bạn phải feel tới nơi thì thôi, đầu tiên phải là chất lượng trước. Dạ. Đúng không? Một hai lần em cho bạn cái chất lượng đúng, chất lượng đủ, giống như em mở cửa cái nhu cầu của bạn á. Dạ hiểu không? Dạ. Tại vì bạn còn nhỏ, bạn chưa có hiểu được cái đó. Cho nên là bạn không thấy cái đó là một cái gì đó nó mới nó mẻ, khoái cảm. Hiện giờ là cái nhu cầu đó là bạn chưa cảm thấy đó là nhu cầu của mình, là dạ cái đó không đúng nha, không đúng về mặt tự nhiên đó. Dạ. Cho nên em phải là người mở được cái chìa khóa đó thì em mới có thể được đáp ứng nhu cầu được, hiểu không? Dạ. Đó cho nên bây giờ thôi, như là đi, phải có sự sáng tạo nữa. Đó rồi bây giờ không dạ nói nhiều nữa, bây giờ đêm nay áp dụng liền đi. Dạ bảo đảm là mai mốt là không cần phải sợ bệnh tật ốm yếu gì cả. Dạ rồi xin chúc cho hai em sẽ thay đổi ha, để có thể là thấu hiểu nhau, có thể hòa hợp với nhau và cùng hạnh phúc với nhau mãi mãi. Dạ em dạ cảm ơn Quốc Thuận và em cảm ơn chị Hồng Vân. Rồi trước tiên là xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ con xin chào cô Vân, chú Quốc Thuận và mọi không người lớn lên chương trình ở đây. Rồi con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ con đang con ở Đồng Nai. Dạ con làm công gì? Việc của Phát là công việc con kinh doanh online thôi. Dạ. Online nhưng mà chuyên về cái ngành nào? À con là nông dân, con nuôi trồng đông trùng hạ thảo xong rồi con bán online. Đó. Trời, ông đó ông là nông dân, tôi tưởng ông bán lúa. Ai về ông bán đông trùng hạ thảo. Yeah. Cái đó là gọi là vật phẩm quý chỉ dành cho vua chúa. Rồi, mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Vậy hả? Tức là con bữa make up không vậy, có tiệm tóc hay là tiệm trang điểm cô dâu? Dạ, make up tự do. Chắc là cô này ở nhà mỗi lần mà ổng online thì cổ make up trong này đúng không? Dạ con nếu mà chú thật, chú thật nói là đúng đó, đúng luôn, tại vì con khoái make up đó kìa. Hay dạy gái lắm con. Ở nhà make up do ổng là chính. Gì hả? Con hay dạy gái xong mình đóng cái TikTok mà để rồi quay rồi quảng cáo sản phẩm hay gì. Trời gì hả? Con là thích cái kiểu đó, ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc, là những gì vợ con sẽ có tính cách là người nam hơn, con lại tính cách là nữ hơn. Dạ, nữ thôi chứ không phải đàn bà. Dạ. Nhưng mà là thích gì đó đúng không? Dạ, thích. Bây giờ dạ thì sao? Bây giờ vẫn vậy hả? Dạ, bây giờ vẫn vậy. Dạ. Nhưng mà mỗi lần mà mình giả gái mà mình lên, mình coi như online, mình coi như là bán hàng này nọ được, chắc là được nhiều người yêu dạ, thích. Rất là nhiều người yêu thích, thích con làm con gái hơn, không thích con làm con trai. Vậy đó hả? Bữa nay con lên chương trình con không giả gái. Dạ con tính giả gái nhưng mà con sợ chương trình này làm chương trình quá. Rồi rồi sao, rồi sao gặp nhau hay vậy? Dạ qua một người bạn giới thiệu. Dạ, bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi, nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau, giới thiệu mấy con năm rồi có... cái này là mấy năm rồi? Con cưới nhau được 8 năm. 8 năm rồi. Thì là các bạn gặp nhau là trước đó nữa. Dạ, dạ trước đó khoảng mấy tháng thôi. À rồi. Đó, lần sau nữa tiếp nè, tiếp thì nè. Con bắt đầu là con chưa làm quen, về sau nè bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình mới thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử. Bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Rồi
ăn uống rồi mới đầu mới làm quen. Quen nhau. Ở lúc đó con làm make up chưa? Dạ lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học. Lúc đó cũng chưa có muốn có người yêu nữa, tại định là học xong rồi có công việc rồi muốn có mới có người yêu. Thôi lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Con thích ảnh liền không? Dạ không, gặp kiểu mà ổng nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có mái mái hả? Dạ không, không có mái mái. Nhìn không, kiểu con men lắm, nhìn, con rất là men, đàn ông lắm chứ không phải là... Nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Nhưng mà tại con thích dạ gái thôi. Tại mà vợ con không thích con dạ gái ra đường nữa kìa. Thế là đi bạn bè một đám thì hầu như ai cũng khoái con dạ gái làm mấy cái trò này trò kia cho nó vui, không khí nó rộn ràng. Rồi bây giờ mình nói là cái lúc mà hai con gặp nhau đó. Dạ. Thì nãy là vợ con nói là không ấn tượng gì con hết. Dạ. Còn con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 67 là với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Từ đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa, đẹp hơn luôn, cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm, chứ không có hở hang gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì ý là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Là con là con người thoải mái, ý là con thích mấy điều đó, mấy điều đẹp của cái chân ra thôi chứ không gì mà phải giấu đi hết. Nên ngập bắt đầu con bị quế liền chị luôn. Dạ. Quế liền đúng không? Là ba tầm con quen tầm 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê, xong rồi con dẫn đi karaoke. Dạ, dụ đi karaoke. Hát karaoke xong, có nghĩa là tại vì cà phê xong đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại con là ổng thích hát cho nên là ổng muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ổng vô ổng hát karaoke thì hay không con? Dạ hay. Biểu diễn ghê lắm. Thì đó thì bây giờ mình bắt đầu mình biểu diễn là cho vợ mình thấy giọng cao mình này kia, nó độ lực này kia rất là. Tại con đi nhiều sân khấu hay là con nhìn thấy cái người đó không cần đẹp trai. Người ta hát hay thôi là con bị thích người ta rồi. Đẹp gái quá, đẹp trai quá, ý là mình nhìn qua cái giọng ca thôi. Nên con bắt đầu con vô karaoke là con hát tới tốt luôn. Khi thế luôn. Dạ đúng rồi. Là con có để ý cái phản ứng của bà nhìn mình không? Hát nhưng mà có để ý cái phản ứng. Dạ con có, chỉ có liếc nhìn thôi. Tại vì hôm đó đi là có một người bạn của vợ con nữa. Thì con cứ tập trung vào người bạn của vợ con chứ không tập trung vào vợ con. Ủa tại sao? Tại vì giống như là mình phải làm cho người bạn nó về sẽ nói là thằng đó được lắm, thằng đó ok lắm, thằng đó tuyệt vời, thằng đó kinh nghiệm. Thì đối với vợ mình rất là sẽ bị dùng phương pháp đòn bẩy dạ. Kiểu như là mình giống như muốn cưa vợ mình nhưng mà mình cứ làm người bạn mình. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái người vợ mình sẽ khó chịu không? Có nghe tôi không? Ý là có khó chịu là sao nó để ý đến mình ta? Lúc đó còn mới có 20 mấy tuổi dạ. Mà con kinh nghiệm như vậy đó. Rồi sau đó sao về có sao xuyến với lại bạn có nói vô về cái ông này không? Bạn của con thì về không thích ông này. Vậy nó tao thấy ông nó ăn chơi quá. Đâu nhưng mà lúc karaoke một đám bạn ăn hết mà. Nhưng mà nó đâu gì một đám bạn luôn hả? Về sau là đi nhậu, rủ đi nhậu về khuya, đi nhậu nữa là một đám bạn của bên. Cha, vậy là bữa đó đi tới mấy chầu luôn hả? Dạ, mấy độ luôn dạ, đúng mấy không? Mấy độ. Rồi sau đó bao lâu thì mới quen nhau? Là bắt đầu là hôm đó là quen nhau là ngày 30 tháng 8. Thì tới ngày mùng 2 tháng 9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Thì con ý là mình đã thích một người vợ như vậy rồi, ý là mình thích mình quen vậy mình đã ưng rồi. Tại con kinh nghiệm của con quen một người á, con nhìn một con người con rất là nhiều cái kinh nghiệm là nhìn một con người sao thì con thấy vợ con là hiền hòa, rồi nấu ăn giỏi nữa. Tại nấu ăn giỏi là hôm đó là con đi con đang học tóc thì vợ con giờ cơm trưa con mới hỏi là cái ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm trưa mà em đang nấu cơm. Ồ vậy hả, vậy cho anh một miếng cơm được không? Ý là mình thử xem cái tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Xin cơm luôn. Dạ xin cơm luôn, dạ xin cơm luôn. Tại vì con là quan trọng bữa cơm gia đình lắm. Phải ăn cơm gia đình thôi thì chạy quan liền không thích ăn cơm ngoài được. Có nghĩa là bữa đó là 30 tháng 8. Dạ, 30 hôm đó là mùng 3 tháng 9 mùng 1 tháng 9 rồi. Thì có nghĩa là biết 30 tháng 8. Dạ biết 30 tháng 8. Mà mùng 1 tháng 9 là xin cơm. Là xin cơm luôn rồi là con nhắn tin nó đâu là. Vậy là cháu có ngày nữa hả? Thường là 30 tháng 8 tới 31 tháng 8 là tới mùng 9. Thì đó. Cái cặp kia cũng cặp ngay một tháng chín cũng có 3 ngày à, cũng ngay một tháng chín luôn. Hai cặp này nó làm như nó có duyên với một tháng chín luôn. Không, chương trình sao nữa đúng mà hồi nãy em đi lên cũng gặp là mặc áo khoác áo vest màu cùng màu luôn đó. Cùng màu luôn không hiểu sao mà chọn lựa có cái nào xong chương trình này hai đứa ra Hà Nội sống luôn không? Dạ. Rồi sao nữa nè, thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan ngoan con cũng thành bên là ba phần cơm, ba món ăn với một phần cơm thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn, giống như ban giám khảo trong tiệm mình vậy, là mọi người ăn thì ai cũng kêu đánh giá ngon quá, đánh giá ngon quá, phải không? Thì con cũng nói là vậy là đúng cái người mà mình tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa mà nấu cơm giỏi là con mà sao con nhẹ dạ vậy? Dạ. Cơm nấu có nhiều đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm, coi như con ghét hết con đường. Bữa đó con ăn cái gì?
Dạ con cũng có ăn nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm, nấu ấy rồi lấy trong tủ lạnh ra nấu thêm. Như bến Tre mà. Dạ. Dạ. Nói gì? Dạ, chắc cũng phóng khoáng gì lắm đây. Dạ. Đó. Nhưng mà... thì bắt đầu là ăn ngon quá thì bắt đầu là mùa 2/9 là mình về nhà quê vợ để xem ba má vợ với anh em làm sao. Là sau đó là 2/9 đi luôn. Dạ, 2/9 ngày nó nghỉ mà. Dạ, luôn, 2/9 nó về quê luôn. Ba mắt luôn. Đó, là về có chở ba ngồi sao? Dạ có chở vợ con vô với một đám bạn về cho nó có không khí. Ba ngồi trên xe hai đứa có cởi mở với nhau. Dạ lúc đó là đã có cái tình tứ với nhau rồi, ý là ánh mắt đó nó trao cái một cái gì đó là động sâu rồi. Tiếng xét ái tình. Sau rồi. Và bây giờ về quê vợ thì thấy gia đình vợ ở Bến Tre như thế nào? Về quê vợ bắt đầu là hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn. Ý là nó một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm. Thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Ngày đầu thì ngày hôm sau lên trên Sài Gòn á, thì bắt đầu ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi, không dám không thích quá lắm. Dạ, nhưng mà mẹ Thúy đã thích, mẹ vợ con đó. Tại ba con khó tính lắm, ba con kiểu như là nhìn ai vô nhà là thấy sợ, không có dám nói chuyện. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành, còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Chứ ông cũng phải tạo nét. Dạ. Nhưng mà ba là đâu có ưa bạn này. Dạ. Đúng không? Dạ không ưa là vì con mặc áo không chịu cởi áo. Ý là có cái sự giấu giếm cho nên là sự ba con là không thích lắm. Có nghĩa là ba cũng nghi rằng là ông đề chắc cũng có xăm trổ gì đây không nè. Dám cởi. Không dám nhưng cởi. Mà mẹ thì sao? Mẹ con thì dễ tính hơn, dễ mẹ con nhìn là thích liền. Ba mình không thích ảnh không? Dạ không phải là ba không thích nữa mà ý là ba có cái sự nghi ngờ á. Thì hôm sau lại về nữa, ba gọi là về chơi đi nói chuyện với ba. Thì khi mà ba nói chuyện với chồng con rồi á thì ba mới cảm nhận được là cái sự chững chạc của ảnh cho nên là thích luôn. Thế là qua cách nói chuyện là thích ảnh luôn. Rồi hôm sau là về nữa, về coi như ngày 3/9 á, ngày 3/9 là tổng kết tình yêu nè, 30/8 gặp nhau nè, 3/1/9 là ngày 3/4/8 là nhắn tin, 1/1/9 là ăn cơm trực, xin cơm 2/9 về quê 3/9 quay trở lại 1, 2, 3, 4, 5 ngày. Rồi 4/9 là chắc tới luôn rồi. Dạ con tới rồi, thì qua 3 ngày, qua cái ngày mà 2/9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi. 4/9 là tới luôn đúng không? Dạ 4/9 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con ở bên nước ngoài, thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn. Bắt đầu là mua nhẫn cưới là bắt hai đứa tôn giáo ở bên đạo Chúa lên phải đi học đạo, xong rồi 6 tháng sau là mẹ con là cưới. Con theo đạo ảnh. Dạ, con theo đạo. 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi, ngứa mồm ngứa miệng quá. Thôi cho chú hỏi luôn đi. Chứ không chú bức trước quá. Con nghĩ là 4/9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Là hôn trước rồi đúng dạ, không? Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? Ngày 4, ngày 3 gì luôn hả? Thế bởi vì mới hỏi 4/9 đó. Dạ. À, con hiền lắm, con kiểu như là nhẹ nhàng lắm, hiền hòa lắm. Con giống như là con làm hết trò luôn rồi. Cái trò nào để con cũng ý là con đưa hết vô có thể hết rồi. Là 4/9 là con dở nào cỡ cũng là dính à. 4/9 là con dở trò. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà dở trò ở Bến Tre hay Sài Gòn? Dạ dở trò với quê luôn. Quê luôn. Dạ. Nghĩa là 3/9 ở dưới là không về. Dạ. Rồi 4/9 về dạ, nữa hả? 4/9 giữa một mình con với vợ con thôi. Hai vợ chồng với nhau để nói chuyện rõ ràng hơn. Là quyết định luôn. Dạ sao đi về liên tục 3 ngày. Bến Tre mà. Rồi con chạy xe đó thì bình thường chạy lên chạy xuống suốt và tại vì cái tình yêu nó hào hực lắm, nó là mình coi như là rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. Rồi 6 tháng sau cưới. Thì 6 tháng sau là mình con học đạo xong thì con bắt đầu là bố mẹ con về là vừa luôn. Nhưng mà chú hỏi nè, hai đứa nhanh vậy. Vậy thì có đi vượt quá giới hạn không? Hay là giữ cho nhau tới cái đêm quý giá? À, thì đối với con cái chuyện đó thật sự cũng không có gì là quan trọng hết. Nên con lại suy nghĩ nó rất là đơn giản. Vì sao? Vì con lại để cái chuyện ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Như vậy là để cho cái đêm động phòng, đúng không? Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm động phòng thì... là không làm được gì, con uống bia uống rượu xịt con say, tại con uống được một lon hai lon là con say rồi, con là không hút thuốc lá không rượu chè không cờ bạc luôn, mà khi mà uống một lon bia vô cái đám cưới là con không nói con say không biết gì luôn, về là nằm luôn, là đêm một phòng là bình thường con cười luôn. Bình thường con ơi, các cặp vợ chồng đây nhiều lắm, nhiều các cặp cái đêm động phòng không làm ăn được gì cho trời, nó bình thường lắm con. Bữa đó con có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm. Vậy hả? Ổng là hai lon, còn con được mấy lon? Một thùng luôn đó, một thùng luôn. Nhiều người Bến Tre, người Bến Tre được lắm. Tự nhiên có ghen sẵn. Là đi chơi á, đi chơi rồi con khỏe lắm. Dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói
mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống 100 đó. Không. Cứ gọi uống bao nhiêu vợ uống 100 đó, ý là cứ vô là đứa nào mời là qua đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Từ đó là nổi tiếng ở dưới quê là dưới quê con là ai cũng sợ luôn, không dám mời. Là đêm động phòng là con coi như là thua rồi đó. Như vậy chắc qua đêm sau đúng không? Dạ, dạ qua đêm dạ. Qua ba uống 4 đêm sau được. Mà uống đêm sau. Bố mẹ chồng về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ khoảng một tuần. Không, một tuần sau. Rồi, bay luôn. Rồi, thương tụi nó ghê. Từ vậy là bây giờ bây giờ tụi con có em bé chưa? Dạ có hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Ồ. Vậy là rồi không qua bên đó ở với ba mẹ. Dạ giấy tờ chưa đến lượt đi. À. Nhưng mà cái đứa đầu tiên đó là có nghĩa là sau khi cưới là có liền luôn hay là sao? Dạ đứa đầu tiên tới 4 năm sau, 3 năm sau, 3 năm sau thì con mới có con. Ồ. 3 năm sau. Tại vì tụi con giữ hay sao? Vợ con lúc đó là con cho vợ con đi chích ngừa ung thư tử cung á, tức là chích ngừa cái đó thì cái thuốc ngừa đó thì phải một thời gian sau mới thả bầu được. Thì tới tương tới bọn 2 năm luôn là con đi du lịch với vợ con, hai vợ chồng đi du lịch khắp nơi. Tại do khi mà vợ con nằm ổ đẻ là không phải lo lắng hay thèm thuồng một cái chỗ nào nữa rồi. Không thèm thuồng nữa. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con trong cái vấn đề sanh đẻ hay là nuôi con. Dạ đứa đầu, giờ con nói ít quá. Đứa đầu con nói thì có mẹ con hỗ trợ. Mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch á. Là ngày đó là ngày mà không được ai ra đường luôn, không được ra đường giãn cách đó. Giãn cách thì hôm đó là lúc đó là con ở Sài Gòn đúng không? Dạ, dạ con ở Sài Gòn thì con thằng lúc đó đẻ con trai trước, đứa con gái sau. Thì hôm đó đẻ đứa con gái thì con trai con cũng được 2 tuổi rồi. Thì bắt đầu con dẫn theo con trai con theo luôn, tại vì thằng đó nó theo con suốt à, nó chỉ cứ biết con thôi, không theo ai hết, nên con dẫn theo luôn. Mà đợt dịch đó thì không có cho ai vô lo được hết, nên một mình con. Khi đó là con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa, rồi thằng con trai luôn, thằng con trai luôn. Trời là ơi. Đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi, lo nó ăn từng ly từng tí. Vì đợt đó đầu là báo chí mới có ghi về con, về cái chuyện đó là vừa vệ sinh cho vợ vừa lo đứa mới sinh ra đời và thêm cái đứa con trai 2 tuổi. Là trong bệnh viện đó con. Dạ, trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Lúc đó thì con cảm thấy là kiểu như là mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Này vừa lo cho vợ vừa lo cho con. Hai đứa con luôn. Dạ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu là con nằm im một chỗ mà. Mà lúc đó không, vợ con suốt. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng con. Tại vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không có được con sao được vô luôn. Tại một phòng chỉ được một người chăm mà một người. Ủa gì đó thì cái lúc đó thì thằng nhỏ gửi ở đâu? Thì thằng nhỏ đi chung với con lo luôn nhỏ. Nó ở trong chung thì biết rồi, nhưng mà lúc đó là chắc có lẽ là với trường hợp con là đặc biệt. Dạ, cho nên là mới cho đáng sinh, ý là đó. Bây giờ không có ai hết, bây giờ nhỏ đi đâu, bây giờ lên con nói bé mới có 2 tuổi rồi đúng không? Dạ, tại vì em bé không có cho vô bệnh viện sợ bị dịch. Thường người ta nói là mẹ bồng con, còn này là cha bồng con để chắc mẹ. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip này nọ được quay lại đúng không? Dạ, và con mọi người rất ủng hộ. Dạ khoảng rất nhưng là mà những clip đó là ai quay cho con? Là y tá, ý là khi mà có những điều đó người ta, ý là ta bất ngờ quá rồi, với lại hình ảnh của con luôn, ý là con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái thì sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết là công việc một người đàn ông trong gia đình phải lên thế nào. Hay quá. Vợ của mình là sao, tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình tạo ra, vì mình làm điều đó thì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó, ý là mình phải vệ sinh cho vợ, lo cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Đó, người đàn ông trong gia đình là con khuyến cáo là luôn luôn phải làm điều đó. Thằng cu bây giờ nay nó nhiêu tuổi rồi? Dạ, cu con giờ được 4 tuổi hơn. 4 tuổi hơn. Dạ. Chắc nó đâu nhớ gì đâu mà. Dạ. Đâu nhớ. Nhưng mà giờ nó vẫn theo con hay nó theo có theo mẹ không? Dạ, theo con luôn. Con trai theo ba, còn con gái theo mẹ. À, đứa con gái thì nó theo con à. Thôi cũng đỡ cho nó chứ nó theo. Theo hết vậy một mình nó gánh. Dạ không, ra đường là con bế một đứa, con chắc một đứa luôn. Là con yêu cầu là mình là đàn ông, mình khỏe mạnh mà, tại sao mình không lo cái chuyện đó. Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con, còn vợ là đã đẻ nặng đau và khổ sợ rồi, kiểu như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục sau khi tội vậy. Đó. Con thì là cái việc đó là việc của con, không có để cho vợ. Chú hỏi con cái cảm xúc con á. Dạ. Khi mà con vô tình con xem những clip, con xem clip và hình ảnh của chồng con, tại vì clip đó đã nổi tiếng, đã hot trên mạng thì chắc chắn con phải xem. Dạ. Thì cái cảm xúc của con khi mà con xem clip đó nó như thế nào? Con cảm thấy là mình hạnh phúc quá, tại vì
người phụ nữ mà có được một người chồng như vậy thì chắc là phước mấy đời người ta mới có được. Tại nhiều người bạn của con thấy những cái clip đó, bạn con chia sẻ xong rồi tag con vô trên Facebook á, nói là trời ơi bạn tôi sướng quá có người chồng vậy, ao ước. Nhưng mà có ông nào có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ. Có ông con trai nào á kiểu như dạ, cũng... có bạn đi chung có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia, nghĩa là kiểu người ta tính người ta gia trưởng này kia, người ta thấy cái chuyện đó là cái người đàn ông không nên làm. Tại vì cái chuyện đó là khi mà khâu suy sanh á thì nó có những cái phần mà nó không có, ý là người đàn ông không nên cúi đầu xuống á kiểu vậy, thì con là không có suy nghĩ cái chuyện đó. Tại chuyện đó là khi mà vợ mình đẹp là cũng là mình, hoặc mình làm cho vợ mình bị như vậy cũng là mình, và con sinh ra cũng là mình. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó, cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta, con lại mắc cười những người đàn ông đó. Tại sao lại cứ tưởng vậy là hay á? Đúng rồi, tại sao nói thằng đó đàn bà quá, tại sao đi làm bằng cái chuyện vệ sinh, cái chuyện đó đâu có làm gì đâu, thằng đó thằng đàn bà lại kia. Thì con cứ cười thôi, tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc, cái điều mà con đã lựa chọn rồi, đó điều hạnh phúc của con, nên con cứ làm một điều niềm vui thôi, chứ không có suy nghĩ là chúng đừng gửi clip cho chú xem nha. Dạ. Chưa xem được. Dạ. Thật ra chú cũng chung cái quan điểm với con. Thật ra xin chia sẻ chút xíu, không có khoe khoang gì cả. Dạ. Thật ra những lúc mà chú rảnh là những cái việc đưa đón con hay đút con hay tắm con hay chơi với con là chú làm hết. Dạ. Chú rất giống quan điểm với con, mà chú thêm một ý này: mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày ra, đặt họ họ ai họ mình. Dạ. Đúng không? Dạ con mình. Cho nên là con không mình. Đa chỉ đẻ thôi. Mà tại sao mà? Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Dạ. Cảm ơn chú. Và thật sự ra lúc mà mang nặng là đau, rất là đau. Rồi cái những cái đêm mà có bầu á, ngủ không yên, con lo lắm, ý là nằm nghiêng thôi chứ nó khó ngủ lắm, tội lắm. Người phụ nữ là hy sinh từ canxi, từ thân thể, từ tất cả, mà tại sao mình làm cái điều đó, mà tại sao mình không có biết trân trọng điều đó. Còn cái điều mà con vệ sinh cho vợ con hoặc là lo cho con á, điều đó rất là bình thường, điều đó điều hạnh phúc của mình thôi, chứ không có phải là mình muốn thể hiện ra điều đó là điều trách nhiệm hay là khó khăn gì hết, điều đó rất là bình thường thôi. Tại đối với cái người mà vợ mình đau đớn như vậy thì nó kinh khủng lắm. Mình là nhỏ bé, mình là hạt cát sa mạc thôi, chứ không đáng gì đâu mà để kể. Bởi vậy mong là làm sao mà các đức ông chồng mà sau khi coi cái số này, coi cái chia sẻ của bạn này thì sẽ thấy là trời ơi, cái chuyện mà cái người vợ đi với mình cả cuộc đời, người ta sẽ đồng hành với mình cả một cuộc đời luôn, thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi, chuyện đó chuyện của vợ thế này thế nọ thế kia. Mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi, bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình, chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi, làm gì có ai bên cạnh. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi, thương vợ như bản thân mình vậy đó. Dạ con chia sẻ một phần này nữa nè, tại sau khi sanh á thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể về răng cổ hay gì đó, thì cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á là chuyện của mình, tại mình phải chăm sóc vợ mình để cho vợ mình đẹp hơn, sướng hơn, là mình là nhất rồi. Cái ra đường là người ta nhìn thấy vợ con đẹp là mình sung sướng, sướng luôn à, là mình là sao rồi. Với lại công việc ở nhà á, sau khi sanh á là con lại giặt giũ, với buổi sáng là con đi chợ và chợ con đi học à. Về nhà là tối, là tới 11 giờ 10 giờ đêm sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tương đốc. Hay quá, bởi vì bây giờ nữa, chị nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Đúng không? Đúng rồi. Con bây giờ hỏi Thúy đi, nãy giờ là thấy là ổng là 10 điểm rồi đó. Bây giờ không biết, giờ trong 8 năm qua không biết có cái điểm xấu nào không? Giờ là khúc của con. Khúc của con đó. Đó. Nãy giờ ông đối tốt quá trời rồi. Kể ra để có cái gì chưa tốt, ông sẽ tốt hơn. Dạ. Nhiều khi mình không biết á, nhiều khi mình không nói cái chồng mình không biết là anh còn này chưa được hoàn thiện nè, anh còn này còn này nè. Nhân dịp này con nói luôn đi con. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm, cũng ít à. Lai rai đúng không? Có cái tật là bừa bộn á. Là đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy, mà tại ổng bừa bộn mình dọn lâu chứ đâu phải là mình dọn lâu đâu. Rồi bừa bộn rồi, bừa bộn nhẹ đó. Nhớ là bừa bộn nhẹ, nhẹ mà nhẹ. Dọn lần 2 tiếng đó chị. Giống như cặp trước á, vợ con có bừa bộn xíu thôi, tại vì nói nhiều xíu về cái kiểu ổng là đồ ổng không có bỏ một chỗ, ví dụ lấy chỗ này ổng lại bước chỗ khác, quần áo thì cứ
máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó, phải dọn nó lộn xộn lên bừa bộn. Dạ rồi tiếp cái gì nữa, có hay cọc con cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đám cưới mà con là người luôn luôn là xuất hiện đầu tiên, ý là người giống như là nhiệt tình mà nhiệt huyết lắm, ý là vui vẻ, là lúc nào cũng tới đám cưới là phải có mặt là trên tôi là hoàng, nhưng mà vợ chưa tới là con đã tới rồi đúng không? Dạ nhưng mà vợ con thì lại bị chậm hơn chút nữa khui, một chút nữa khui, dễ nóng tính. Nhưng mà có lần nào mà động tay động chân chưa? Dạ không, chồng con có nóng cỡ nào cái lần mà cọc nhất của ổng là cái gì? Có nóng quá được ổng là ổng bị bức xúc quá là ổng có nhớ, con nhớ một lần là đá cái quạt gãy cái đầu quạt luôn. Rồi. Mà có đánh con không? Dạ không. Có đánh con giờ. Con không? Dạ. Không cái đó là có, không bao giờ con. Có chuyện đó là chuyện dạy con thôi, nóng nó phá quá, nóng tính quá thì ổng đánh một lần thôi. Lần từ, đó từ là lúc sao? Đánh đó là con giận ổng mấy ngày luôn tại ổng đánh hơi mạnh tay á. Rồi nó bị gì không? Dạ thì nó đánh thì không sao nhưng mà nó bị té xong rồi nó dập cái môi nó có máu, cái con mới nói là trời ơi sao mà đánh con tôi học máu luôn vậy. Cái, con cũng bị hoạn luôn, cái lắm, anh đánh vô mông thôi mà anh đâu có đánh chỗ khác đâu mà sao nó chảy máu mồm. Còn mới quay camera lại xem thì là lúc mà đánh nó chúi cái mặt nó xuống đất nó mới bị là dập cái môi dập máu ra thôi là từ đó là đánh vô mông thôi mà lại xịt máu mồm. Cái nó hoảng sợ quá, nó cấm đầu nó sao? Là từ đó là chồng con là nó không bao giờ anh đánh con nữa. Đúng tại rồi. Vì mình tính mình nóng quá, mình đánh con rồi cỡ có gì là hối hận không kịp. Con là không phải đánh con mà ý là hôm đó đánh vô mông thôi nhưng mà em té xuống những lần nó xịt máu mồm. Con mới hoảng sợ quá, nói là từ bây giờ là không bao giờ đụng vô không bao giờ đụng vô con cái nữa, ý là để vợ nếu mà có gì la hét hay gì đó vợ lo hết. Mình nghĩ là từ đó nói chung nó cũng may là cũng nhận ra và bây giờ không có giáo dục bằng cái kiểu đó nữa đúng không? Cọc tính nè. Mà mỗi lần cọc tính lên có hay mắng hay là mắng giết gì con không? Dạ không, cọc lên thì nằm một chỗ vậy, cứ vô phòng nằm ra dùng dần đó không luôn, cứ lấy cái gói ịn vô mặt xong rồi không có nói chuyện tới ai luôn. Con về cũng không quan tâm tới con nó vô nó kêu ba ơi ba cũng không quan tâm luôn. Con chờ vợ con nói mà vợ con là không muốn nói, vợ con là không bao giờ nói, ôm mặt vô gối hoài. Dạ bây giờ cũng như là con nói giống như là phải có một người trả lại, giống như là cãi đi, là trả treo đi là cho câu chuyện nó ra câu chuyện nó drama hơn. Dạ. Cuối cùng con càng không nói một mình con không à, về sau tới bây giờ là không còn cái chuyện cãi lộn nữa. Rồi bây giờ hỏi nè, ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói. Mà con có trả lời lại không? Dạ có, lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Tất cả mọi diễn đàn là ổng nói hết. Dạ. Hai đứa cùng nói sao nãy là cái bà vợ thì là diễn giả là cũng nói dữ lắm, còn ở đây bây giờ là đổi ngược lại là ông chồng đó. Rồi bây giờ con mong muốn thay đổi điều gì? Dạ chồng con đối với con thì thấy là quá hoàn hảo rồi, thì con chỉ muốn là cái tính nóng nó bớt lại một chút, tiết chế lại một chút thôi thì sẽ ok hơn. Chỉ có vậy thôi. Tới con đó con. Nhưng mà chúng ta nói gạch đầu hàng nhẹ nhẹ là xíu nha, gạch đầu hàng là xíu nha. Rồi thì vợ con là tất cả cũng những cái điều mà con lựa chọn con thích thú là có hết đủ điểm hết luôn nên con rất là ưng ý rồi, nhưng mà có mối tội là rất là chậm quá thì vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm 9-10 điểm. Nấu ăn hoặc trang trí hay gì mà 9-10 điểm cầu toàn không thể nào được. Dạ cầu toàn. Còn con thì lại cần 5 điểm 7 điểm được rồi chứ không có đòi là phải được 90 điểm đâu. Tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá lại ngược nhau. Lên vợ con chậm vậy, lên con chỉ có mong vợ con nhanh hơn một xíu thôi. Mà chỉ có bị gì thôi hả? Dạ. Bị vậy thôi à? Bị có chậm. Bị gì nữa không? Ô, bị chậm bực mình lắm, hoặc là khi mà đôi khi đi công việc hay là làm gì đó mà hẹn. Bây giờ kể lại vụ đám cưới đi. Dạ đó. Rồi hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi, mà cùng tới nơi là 7:30. 7:30 là 7:30 hơn, 7-8 giờ là ta ăn món thứ hai rồi. Dạ đúng rồi, là đô vô đầu giống như là mình là gì đó để ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống dạ, như sao dạ. Đi tới vậy đúng không? Dạ rồi mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì mong muốn là nhanh hơn một xíu thôi, không cần phải nhanh hơn đâu, tại vậy thôi đó hả? Dạ nhanh hơn xíu thôi có nghĩa là 7:15 tới là được. Dạ. Tức là ý em đang hỏi là tật xấu là chỉ có vậy thôi thì có hả? Một cái là chậm chạp thôi. Chậm thôi đúng không? Dạ. Chỉ có duy nhất một cái đó thôi. Dạ. Và chậm chạp nó thật sự ra lúc nhiều lúc bực lắm. Tại vì con bực là con lo cho vợ con, yêu nhà hôm đó dì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà thì hôm đó khuya rồi, dì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Thì có bực mình là con bực mình là không phải là giật chậm sót vợ nữa. Bây giờ em làm như vậy rồi dì về rồi nhìn thấy mặt mũi bơ vờ hay mặt nó hoang tàn thấy ghê các bà đi, mất gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa thôi, dù gì hồi cũng dơ lại mà mắc gì mà làm cho nó sạch, ủa cũng sạch từng ly từng tí,
từng chút 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 luôn. Xong con bực quá, con vô dọn là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại là chửi ông luôn, kêu là con bừa bãi đó. Là từ đó là hai vợ chồng là dọn nhà là không liên quan, giống như là con dọn là vợ con không có mặt, mà vợ con dọn là con đi chơi, ý là như vậy luôn. Ý là bắt đầu là bực tức nhau, nhìn khó chịu lắm, nhìn chậm chạp rồi bơ phờ người khó chịu lắm, con không thích vậy. Đã, lên muốn nhanh hơn một xíu thôi, nhanh thực ra là bớt cầu toàn đi chút xíu. Đúng mà dạ. Trong rồi con biết cái đó nó vô là bản tính bản năng luôn rồi, dạ. Nó là trong máu rồi con ơi, làm như là cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy, dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh, dạ. Con hiểu bệnh, dạ. Giống như quét nhà là không có là một lần quét đến nhanh không, như cô đang ví dụ, dạ. Con hiểu cô đang ví dụ, ví dụ như cái tiết tốc độ nó phải là vậy, dạ. Dày cái là nó bệnh, con hiểu không? Em hiểu không? Dày là bệnh. Nhẹ nhàng. Đó. Dạ. Thì con làm, vậy. Con làm như cô Hồng Vân, con làm nhanh quá là bị chửi á. Đó. Ừ. Thì con làm như kỳ vậy, là con bỏ đi luôn, dùng cái chỗ đi luôn là tự làm đi. Thật ra bây giờ tụi con đã ở với nhau là 8 năm rồi. Dạ. Vậy thì ta nói là trong đời sống mà để giữ được hạnh phúc á, thì phải luôn coi như là tạo một cái gì đó nó có sự khác biệt. Dạ. Thì trong khoảng thời gian ở với nhau thì không biết là con á, con thì chú thấy con là người rất là linh hoạt. Dạ. À, nói nhiều, nhanh nhẹn, sóng sáo. Vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ không? Dạ con làm bất ngờ suốt. Và mỗi lần mà cô ấy nhận được một những cái điều đó thì phản ứng cô ấy ra sao? Bình thường không có cảm xúc luôn. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con nghĩ là thể hiện tim thôi, nhưng mà con chưa thấy điều đó. Ý là con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì hay bất kỳ một cái ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền, ý là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ làm... sinh nhật thì sao, kỷ niệm ngày cưới làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự về thì rất là bình thường. Em cảm ơn vừa tặng cái mặt đơn. Dạ, đơn. Đâu có không, đơn. Không cảm ơn luôn, không cảm ơn chụp hình xong đem đi đâu cái mặt sao đâu, cái mặt con sao đâu, ví dụ thì cười cái rồi chụp hình xong rồi em đi. Dạ, con kêu là ý là sao em không quay phim lại, em thích thú em đăng lên Facebook hay là vậy. Cái này thay đổi được nè, cái vụ kia thì là có thể khó thay đổi, nhưng mà cái này phải thay đổi nè, chứ để chồng nó tuột mút hoài mà mốt không có tặng cho con nữa. Đúng rồi, không tạo bất ngờ cho con nữa là con lỗ chứ không ai. Ví dụ mà sắp tới con có dự tính là ngoài cái nụ cười ra thì con còn kèm theo những cái hành động gì hay là những cái lời nói gì không? Dạ, tại vì con là người ít nói á, kiểu như là chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thì thôi bây giờ con không nói cũng được, nhưng con phải hành động. Con nhảy lên, con đu cổ nó, con hôn nó một cái, ví dụ vậy. Đúng không? Khi làm những điều bất ngờ mình bực thêm nữa, tại vì ví dụ như là hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ. Thì mua xe về, thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn. Mà cái mặt đơ nữa. Rồi mà bây giờ con hỏi bây giờ thích cái xe nào để biết đường đi đổi, hoặc để bán lại hay là để mua cái xe khác, không biết luôn. Mà không cảm xúc luôn. Nó không cảm xúc là ý là bây giờ con giờ là đưa cho cái clip em xe ra cái con xe nào. Tại kiểu con là con không có thích vật chất, con thích bình thường đơn giản thôi. Còn tặng con gì mà lớn lao con cũng bình thường. Rồi. Thôi nhưng mà cái này là cô khuyên là phải thay đổi. Con phải biết gọi là đôi khi con phải biết giả dối với cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ổng tặng. Đúng rồi, con phải về cái trời ơi anh ơi đẹp quá anh ơi, ví dụ vậy. Xong qua ngày hôm sau á con nhắn tin anh ơi em thích cái này em đổi. Đổi cho em xe khác đi. Đúng ý em đi.